Dạ em chào cô chú anh chị em đang xem kênh đặc sản quê tôi. Hôm nay em chia sẻ cách làm món bánh xèo hến theo kiểu miền Tây. Bánh giòn xốp thơm béo và đặc biệt là cách chiên bánh xèo không cần dầu, rất phù hợp cho những ai thích ăn bánh xèo mà ngại dầu mỡ. Nếu thích món bánh xèo này thì em mời cô chú anh chị em cùng làm với em ha. Để làm bánh xèo thì trước tiên mình sẽ đi pha bột. Vì bột cần có thời gian nghỉ cho nên mình sẽ đi pha bột trước. Hôm nay em sẽ làm bánh xèo từ bột bánh xèo pha sẵn Hương Xưa. Ở trong cái gói bột này thì người ta đã có pha đầy đủ hết rồi, đầy đủ các thành phần hết rồi. Tuy nhiên là để cho bánh nó ngon hơn, giòn hơn cũng như là thơm béo đậm đà hơn thì em sẽ có thêm một chút xíu bí quyết nhỏ nữa. Ngoài ra thì em dùng thêm hành lá cho thơm. Mình làm bánh xèo thì mình làm nhiều nhiều hành lá tí xíu thì ăn cái bánh xèo rất là thơm. Và để cái màu bánh xèo nó được đậm đà hơn thì em sẽ dùng thêm bột nghệ. Làm bánh xèo miền Tây thì phải có nước cốt dừa thì bánh xèo mới thơm béo và đậm chất miền Tây. Em dùng ở đây là 300ml nước cốt dừa ép nguyên chất và 700ml nước cốt dảo. Nước cốt dảo tức là người ta cho thêm nước vào để người ta ép thêm lần nữa, là cái nước cốt mà nó nước nhiều hơn là nước cốt nè, người ta ép thêm một lần nữa cho nó sạch đó. Và phần nước cốt này tương đương là nửa ký dừa chưa ép. Và ngoài ra thì em có dùng thêm một tí xíu rượu trắng, khoảng một muỗng ăn canh rượu trắng. Mình cho xíu rượu trắng vào trong bột thì khi mà mình làm bánh xèo ra nó sẽ giúp cho cái bánh xèo của mình nó giòn hơn, xốp hơn. Bây giờ mình sẽ cho bột vào trong thau để mình pha bột. Mình cho hết cái gói bột 500g vào đây. Mình cho thêm một muỗng cà phê vung bột nghệ. Mình cho nước cốt dảo vào khuấy trước để cho bột dễ tan. Mình khuấy lên cho bột tan ra. Khuấy cho bột tan xong thì mình sẽ cho hết nước cốt vào luôn. Rồi mình cho rượu trắng vào luôn. Cho thêm hành lá. Ở đây người ta đã có hành sấy sẵn rồi nè, nhưng mà mình cho thêm hành lá tươi nó sẽ thơm hơn. Rồi mình để đây cho bột nghỉ ít nhất là 30 phút. Em dùng một củ cà rốt và một củ cải trắng để mình bào ra mình làm đồ chua. Củ cải trắng và cà rốt mình sẽ bào sợi. Tiếp theo mình sẽ cho một muỗng cà phê muối. Mình trộn muối đều lên. Để khoảng 10 phút để cho cái dưa, cái củ cải và củ cà rốt nó sẽ ra cái nước. Đặc biệt là nó ra cái nước hăn của cái củ cà rốt nè, cái củ cải nè. Rồi mình sẽ để đây 10 phút sau, khi mà củ cải nó ra nước thì mình sẽ vắt bỏ, mình sẽ xả bỏ cái nước muối này. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hôm nay em làm bánh xèo nhân hến. Nhân bánh xèo thì mình có thể làm nhân tôm thịt, hoặc là nhân hải sản tôm mực, hoặc là như ở miền Tây thì có món bánh xèo thịt vịt hoặc là bánh xèo hến. Mình thích nhân nào thì mình làm nhân đó ha. Hôm nay em làm nhân hến. Hến này là em mua hến nóng nè, tức là hến mà người ta vớt, người ta lấy thịt ngay trước mặt mình luôn đó. Thì mình mua về mình sẽ rửa sơ cho sạch nè. Rồi mình để cho thiệt là ráo nước luôn. Mình để cho nó ráo nước tự nhiên chứ mình không có nên vắt ha. Tại vì nếu mà hến tươi mình vắt thì nó sẽ hết chất ngọt. Nếu làm nhân hến thì mình nên làm cái hến tươi. Và mình biết rõ đó là hến tươi thì làm nó mới ngọt ha. Còn nếu như cái hến mà người ta làm sẵn thì mình không biết là người ta đã làm lâu chưa, thì về có khi là nó sẽ lạc, nó không có ngon. Hến sau khi mình rửa sạch và để cho thật ráo nước thì mình sẽ ướp. Hôm nay em mua ở đây là 400g hến thịt nè. Em sẽ ướp vào đây là một muỗng canh nước mắm. Nếu như nhà anh chị thích ăn đậm đà hơn thì mình có thể nêm thêm bột ngọt, bột nêm và đường tùy thích ha. Còn nhà em thì em chỉ cần dùng nước mắm thôi. Mình dùng nước mắm ngon xíu thì mình không có cần nêm quá nhiều gia vị. Với lại hến tươi nữa nên nó rất là ngọt. Và tiêu thì chút xíu nữa mình sẽ cho sau. Nước mắm nó rất là nhanh thấm nên em ướp khoảng 5 phút là mình đi xào nhân luôn ha. Quay trở lại với cái tô củ cải của mình đó, thì lúc này đây nè, nước nè. Mình ngâm muối một tí xíu, mình trộn muối tí xíu là nó ra nước như vậy nè. Bây giờ mình sẽ đi vắt. Mình vắt, mình xả bỏ cái nước này và mình xả lại nước lạnh cho nó sạch. Sau khi mình vắt xả cái nước mặn cũng như là nước cay của củ cải đó, mình vắt rửa sạch xong rồi mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh giấm.
Do mình làm dưa chua cấp tốc, mình làm nhanh ăn cho nên mình sẽ làm tới 2 muỗng canh giấm cho nó nhanh. Và 1 muỗng canh dung đường. Mình trộn đều lên, như vậy là xong rồi đó. Phần dưa chua của mình như vậy là xong rồi đó. Trong thời gian này mình tranh thủ mình làm nước mắm luôn. Công thức pha nước mắm ăn bánh xèo của nhà em là 1 đường, 1 rưỡi nước mắm, 1 nước cốt chanh và 3 nước. Trước tiên thì mình sẽ cho đường vô trước để cho đường nó tan. 1 đường, 2. Em làm 3 muỗng canh đường. 1 đường, 1 rưỡi nước mắm thì 3 muỗng canh đường, tức là 4 muỗng rưỡi nước mắm. 1, 2, 3, 4, 4 muỗng rưỡi nước mắm. Và em cho nước sôi vô cho nó nhanh tan. 3 muỗng đường, tức là mình sẽ dùng 9 muỗng nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đường tan xong thì mình sẽ cho nước cốt chanh vào. Lúc nãy là 3 muỗng đường thì mình sẽ dùng là 3 muỗng nước cốt chanh. 1, 2, 3. Và cuối cùng sẽ là tỏi ớt băm. Nước mắm ăn bánh xèo ở miền Tây thì có dùng tỏi. Tuy nhiên thì một số nơi thì ăn bánh xèo sẽ không có dùng tỏi trong nước mắm. Nếu anh chị không thích thì mình không cho tỏi ha. Và mình cũng nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình mình ha. Giờ mình sẽ bắt chảo lên để xào nhân. Mình cho một tí xíu dầu ăn vào. Mình sẽ cho một ít gốc hành vào phi cho thơm. Rồi mình cho hến vào mình xào. Cho hến vào rồi cái mình tăng cái lửa lớn lên. Vì trong hến nó sẽ còn một tí xíu nước nè. Khi mình xào nó sẽ ra tí xíu nước. Mình tăng lửa lớn lên để cho nó khô nước. Mình xào mình thấy hến ráo nước. Mình sẽ cho hành lá vào. Rồi cho tiêu vào luôn. Mình đảo đều lên nữa là mình tắt bếp. Bột, nhân, giá mình đã chuẩn bị xong hết. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi đổ bánh xèo. Giá thì mình sẽ rửa trước để cho ráo nước. Giá này là giá nhà em làm nè. Nếu anh chị quan tâm cách làm thì em để đường link bên dưới anh chị vào xem ha. Để có chiếc bánh xèo giòn ngon thì ngoài khâu pha bột ra thì cái khâu chiên bánh cũng rất là quan trọng. Đầu tiên thì mình sẽ cho chảo nóng lên. Chảo nóng đều lên, nếu mà chảo không đủ nóng thì khi mình đổ bột, cái bột nó sẽ bị tuột, nó không có bám vào chảo. Còn nếu như cái chảo quá nóng thì mình khi mình cho bột vào nó cũng dễ bị khét, bị cháy nữa. Mình sẽ để lửa trung bình. Hôm nay em sẽ chiên bánh xèo không cần dầu. Tất nhiên là mình sẽ dùng chảo chống dính. Và thứ nhất, thứ hai nữa là cái cách pha bột. Khi mình pha bột mình bắt buộc phải cho nước cốt dừa vào. Khi có nước cốt dừa đủ độ béo thì khi mình chiên mình sẽ không cần dầu, nó vẫn ngon. Mình nghiêng xung quanh cái thành chảo để cho nó nóng đều luôn ở xung quanh thành chảo luôn. Ở đây em sẽ cho nhân vào trước. Mình có thể cho nhân trước hoặc là cho nhân sau cũng được. Nhưng mà em thích cho nhân vào trước bởi vì nó sẽ bám đều với bột á. Nó sẽ phân bố đều trong bột. Còn nếu như mình làm cái nhân sau, khi mình làm bánh xong rồi mình cho nhân sau á, thì khi mình xé bánh nó dễ bị rớt nhân ra đó. Trước khi tráng bánh thì mình khuấy bột lên cho đều. Mình tráng xung quanh thành chảo trước. Rồi mình nhanh tay mình đảo cho nó tròn nè. Chỗ nào còn thiếu thì mình thêm bột.
rồi mình đậy nắp lại khoảng 1 phút. Mình sẽ nghiêng xung quanh cái thành chảo nè, để cho nó vàng đều. Anh thấy đẹp. Em dở lên gần cho anh chị xem nè, anh chị xem tận ở trong cái nhân nè, khi mà bánh của mình nó chín á, nó đủ chín á, thì cái bánh nó lên dầu mướt mướt nè, đó là cái tinh dầu dừa từ trong nước cốt dừa nó ra đó anh chị. Cho nên nếu mình pha bột bánh xèo bằng nước cốt dừa tươi á, thì mà đủ nước cốt dừa thì mình sẽ không có cần dùng tới dầu nữa ha. Giá thì mình ăn giá giòn giòn mới ngon, cho nên là mình sẽ đợi đến khi mà bánh nó chín á, bánh nó vàng vàng xung quanh vậy nè, thì mình mới cho giá vào. Cái mặt này á, thì chưa có vàng nè. Bây giờ mình sẽ ướp cái bánh này lên. Rồi mình tiếp tục mình nghiêng bên này. Nhìn cái bánh ngon ghê chưa? Bánh mỏng. Đó, anh chị thấy không? Nó tróc, nó trơn, nó lóc luôn nè. Và mình thấy được ở trong đây nó có tí xíu dầu dầu dừa ra nè. Đây anh chị xem nè, cái bánh mình chiên nó giòn nè, nó vàng giòn và nó vàng đều đó, cái màu vàng ươm rất là ngon luôn nè, không bị khét, không bị cháy mà bánh vẫn giòn dảnh luôn nè. Và mình chiên không có dầu á, cái bánh nó rất là ráo. Và đây là thành phẩm bánh xèo hến chiên theo kiểu miền Tây, và đặc biệt là cách chiên không cần dầu. Đây anh chị có thể nhìn xem là cái bánh xèo của mình á, mình chiên không cần dầu nhưng mà bánh nó vẫn hơi mướt nhẹ nè, mà nó rất là khô ráo. Nếu như chị em nào mà mình muốn ăn bánh xèo mà mình ngại cái dầu mỡ á, thì mình chiên thử cái cách này, nó không hề có dầu luôn. Bởi vì khi mà mình pha bột bằng cái nước cốt dừa tươi á, thì tự động khi mình chiên đủ cái độ thì nó sẽ ra, nó tươm ra cái tinh dầu dừa đó, nó làm cho cái bánh của mình nó mướt luôn và nó không có khô đó. Anh chị xem nè, bánh giòn giảnh luôn nè. Mình sẽ ăn kèm với rau sống. Ở đây em có rau tí tô, rau thơm, salad và cải xanh. Cái cải xanh này thì mình ăn nó cay cay á, rất là ngon, thơm nữa. Và ngoài ra thì anh chị thích ăn cái rau sống nào thì mình cũng có thể ăn kèm chung được hết. Hoặc là đặc biệt là nếu mà ở quê á, mà anh chị có những cái loại rau rừng á, thì ăn sẽ ngon hơn, rau vườn đó. Ví dụ như là rau lá cách, cắt lòi, lá dong, lá cóc, rất là ngon. Bánh xèo cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt cay cay, mình ăn kèm với dưa chua rất là ngon. Và đặc biệt là bánh xèo chiên không dầu nữa thì còn gì bằng ha, mình ăn hoài sẽ không có ngán luôn á. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị đã xem video. Nếu thích video thì nhớ tặng cho em một like và một nút đăng ký kênh. Và nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình cùng xem luôn cho vui ha.
Và nếu như cô chú anh chị em có ý kiến gì khác hay là có cái cách nào hay hơn thì hãy để lại bình luận bên dưới. Em cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.